Bây giờ buổi một buổi trưa đẹp trời, chúng ta đi bẻ ổi đây. Đây là hai nhân viên bẻ ổi của công ty của chúng tôi. Đây là một nhân viên rất là sạm. Nhân viên này có khả năng bị nhõng gượt và đá. Chúng ta hãy chờ xem. Nhân đây chúng ta sẽ coi đây là, đây là cây chanh 3,5 triệu một ký nha các bác. Đây. Ổi đây. Đây là vườn ổi nhà chúng tôi. Vườn ổi không mà hút. Không hút chiều sâu nha các bạn. Nó rất là to nha. Không phân thuốc nha các bạn. Ồ, đòi luôn bạn ơi. Bẻ nguyên nhánh luôn nè. Rồi. Đây. Cái nào bị vô nước nó bị. Thấy còn nhỏ quá vậy. Ăn nó cái bự trước đi. Sao lậu cái không được. Wow. Cái này khoảng 200 gram nha các bạn. Lậu cái đêm được không được. Bọc được thì xé bọc. Bọc nó cứng. Cái còn đùng. Không xé được, không lọc được. Ô, trái này khoảng 300 gram. Ở 3 trái 10 ngàn, 3 trái 10 ngàn. Dạ. Lỗ luôn. Rồi để chút coi. Cái này được chưa? Nhỏ không? Đi coi mấy trái bự bẻ trước đi, mấy trái đó để quay lại sau đi. Kìa kìa bên góc nó kìa. Đây. Mọi người ơi. Ồ, ồ, ồ. Ê, con trôi thật là to tướng. Bước kìa, bước kìa. Đây. Ổi quá trời. Anh hai bên bản có hai cái cặp kìa. Quá ổi luôn cô bác ơi. Cái cặp bên bản kìa. Cái cặp nó kìa. Ủa thật là to à, không phải tin nổi.